gì nhỉ? Hai câu cá nhỉ? Và xèo ná biết đâu được cá to. Ê, dọ cua. Ai đánh nhỉ? Là một con nào? Một đuổi cua. Lẽ có mỏ nào. Xem trong quần dây nào không ạ? Rồi đi lên phê mà đại ca. Tăng tăng tăng. Ở đây chỗ này. Em lại được chọ tôm của ai này. Kinh. Mày lại khó đâu được tải rơm ấy. Mà nhiên là không đang đi phơi chó em lôi luôn. Mà tao vừa thấy được hai cái. Anh ơi. Anh ơi. Ồ, con kia. Anh. Hả? Cái gì đấy? Cua. Thôi bỏ đi bẩn. Bỏ đi. Hả? Bỏ đi. Nướng. Nướng gì mà nướng? Nướng nó. Ăn. Đây đây tao bảo. Bỏ gì? Mày lấy cái gì đựng đi. Mày đựng đi mày xong mày đem rửa đi tao đút vào đây thôi. Rửa? Ui nhiều phết này. Mày đâu cái gì đừng đánh được em cái ba đi. Ui nhiều thế. Bắn lại. Bắn á. Từ từ. Đổ lại nước vào trong kia. Ui mày cay hết rồi. Đấy thả nó. Ở tiết anh có hai con à? Ai để đấy ấy? Chắc là lấy sót. Ở tiết anh có kìa. Chế ra xem nào. Ui, cá mùi. Đấy, vẫn còn con nữa. Ây. Đấy này, con nữa này. Cá mùi, đây. Mày lại đặt xuống. Hình như mấy cái dọ tao thả đấy, nọ đấy. Anh thả? Ừ, này. Lại cho xuống đấy ngâm tiếp. Lại nó à? Thế anh đi. Đưa cái ụp đây. Cái ụp đây. Em đi rửa nhé. Em rửa đi. Ây, nó lại chả. À, hay là lấy thêm. Anh đây cho tí nữa lại được anh ạ. Anh làm món gì? Đây. Không phải nướng. Làm gì? Đút hết vào đít cho ta. Dở à? Đút vào. Thế có cái gì khâu đâu? Không phải khâu, tí nữa tao nhét là chuối ở đây. Ừ. Nào, đút vào. Ừ. Tưởng đi. Anh tưởng đi nó lên. Ôi, cái này là thành món cua không lời thoát rồi đấy. Cô không lối thoát gà Hà Diệp Sơn. Được. Nhiều phết là một dọn đường này. Kiểu hay là mai tao đem cả gánh dọ cho tao. Nào, con nó xuống. Nhét nó vào. Mày ở đây chạy đâu cho hết nó. Đấy, được rồi. Rồi, cháy nữa. Xa. Đó là ngon nhỉ. Cua không lối thoát, gà Hỏa Diệm Sơn. Có thấy được lão quân. Em làm gì á? Đúng vào không tìm nó cháy. Ồ văn kê. Đấy, vẫn còn hiểu cái đít nó. Đưa đưa đưa. Tránh tránh tránh. Anh chỉ cần cụt thôi. Không phải để lót thế này đâu. Okay. Làm ăn phải cẩn thận, đàng hoàng. Đàng hoàng. Hết sức đàng hoàng, dơm thì tít. Ý, nhà mình thiếu củi à? Đầy củi trong cái kia. Xa xa. Chuẩn bị nồi lửa lên em. Anh cứ đấy thì em nổi nhá. Em nổi. Bùng bùng. Ngọn lửa cháy lên. Mới dơm ra, mới dơm ra. Nhưng mà chỗ này hơi bị hở. Đây, đây, thứ nhất. À đây, trong này có đất. Rất khó này. Nói cho anh ạ. Bình tĩnh. Chiều rồi anh chả thấy em ăn. Mới trưa đi. Chiều rồi. Chiều thích đi.
3 giờ chiều. Mày có cần phải xem đồng hồ không? Rồi, tao dâm lên đốt đi. Bật lửa đây này. Đấy. Thấy không? Bật lửa cơ mà. Cái này. Tao đi rửa tay. Không có. Cái gì đấy? Halloween. Bắt lửa tới đâu nhỉ? Đấy này. Anh bảo à, em chờ đi trở lại đấy. Đâu nhỉ? Tao à, kia kìa. Tao mà lấy. Tao đi rửa tay cái này. Đấy, phủ hết lên, dơm lên đây, tí nữa đốt củi sau. Nó phủ thế. Mày thế thì bà nhớ bà. Vừa tốt để đi chơi chó. Để làm một đốt luôn. Cha đừng. Khi mình đã có những gì người ta cần. Anh định hát bài Phú Lê à? Trước xương sau thế mới giàu. Ủa ấm đây. Nóng bởi sụp da mày ấm. Quài lạnh nổi ra gà này. Hôm nay không, tao được không thích anh mà. Có mà lạnh quá. Không thích lạnh mà. Lạnh quá không chịu được. Ê bao ấm quá. Ấm to nhỉ, cái này là chín đấy. Giỏi quá. Anh nấu nhanh lên à? Nhanh cứ phải từ từ. Mày chén không? Không, chén không. Một là chưa chín đốt tiếp, hai là chín rồi cho tao sợ nó chín quá. Đấy, thế thì để một tí nữa cho nó chắc. Anh tan bì trước một tí thôi. Chắc tao sợ sợ. Anh cứ nghĩ em một lần đi. Chắc ta phải thử ra ta xem nào. Ở gì? Em sợ chưa chín ấy ạ. Thử xem nào, chưa chín thì mình lại ủ tiếp chứ không cháy mất ngon lắm. Được 30 phút, hơn 30 phút rồi. Ai đỏ phết ấy, chín chưa anh? Chưa biết được. Lấy con dao thôi, được. Ây da. Có lú. Từ để tao. Chưa chín đâu. Thấy rồi, em bảo mà. Bảo chẳng có sai mà. Úp lại đi. Chưa chín. Bia tao đâu? Bia người. Chín chưa rồi? Hay là... Chín rồi, thơm lắm. Thôi tao đi mua bia nhé. Mày uống nước ngọt không? Hả? Ừ, cứ đi nhé. Đi cho nó. Em uống bao hút. Chắc chắn. Đấy là. Được. Đâu rồi? Quê của tao đâu rồi? Mày lấy cái đồ. Trời gọi suýt rồi. Này các bạn mình bỏ hộp này. Bỏ lử. Đây là đẳng cấp. Ui sổ. Ui. Lấy cái đĩa đây, tao nhấp. Thì anh rửa đĩa đi. Rửa rồi. Đĩa bẩn. Bẩn mà. Em vừa làm bẩn không? Mới chặt tao là chuối. Đây, cầm lấy để cho chặt vào phẳng. Chơi. Ui cái lùi này. Wow. Ê, đang gặp chết luôn. Ôi, đưa vào đây. Đưa vào đây. Rồi, xong. Đấy, bê thế nhá. Ngon lắm. Sao khiêng được nó ra, từ từ.
ơi, nhà vào đây. Có liếc con cua này đâu? Đặt đặt. Ui, đặt thế. Ây à. Hết sức bình tĩnh. À, bong 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 bong. Ây, nặng thế. Ây, tròn. Thôi nào, thả ra. Mang vào trong hộp nhãn này nhỉ. Đấy, ngồi đây luôn. Nặng thế tí luôn. Rơi đi, mang ảnh vào đây này. Rồi được, phải sắp xếp cho nó không rơi được chứ. Xế nó không tiện, em xế mạnh lắm. Đâu, đưa ra đây, đưa bia ra đây. Đấy, để ta xế nó. Xế nó không tiện. Em xế nó mạnh. Thì em phải sẵn tay áo lên, em chỉ hắn. Ui, trời trời trời. Ui, đấy, trời em chùa anh ơi. Này, này. Tổ thế. Bạp. Mời các bạn nhớ đùi gà nhé. To không? Đùi gà Tây, à gà nước ngoài đấy. Có con muối nữa. Đặt rồi đấy nhỉ. Con muối đâu rồi? Em bỏ ngay bên rồi. Đâu? Không biết, em để đấy, anh bỏ đâu. Không nhớ em đấy đâu. Đây em. Em đại lâu của chính mưa. Đây đây. Rồi. Chấm không? Ra đang xuống hết mày ạ. Rồi. Ra đấy. Ngon không? Chấm chưa? Con gà đâu là... Đâu chấm rồi. Cần 5 cân mà chín. Con mua ở đâu đấy? Chỉ chín hoàn toàn đây, có quất nữa này. Chị anh đi nước ngoài gì ạ? Hả? Hả? Nước ngoài. Con mua được cả nước ngoài. Có quất quen trời ấy. Ấy nhiều nước phết đấy. Wow. Ôi mềm nhũn như này. Rất là ngon các bạn. Gà nước ngoài quá ngon các bạn ạ. Gà nước ngoài ngon quá. Có anh nhảy nhảy rồi. Ai gọi? Giờ số lạ tôi nghe. Lại hỏi đang đâu đấy? À, thế ăn thịt gà cho ta ăn với. Mình bận lắm vậy ạ. Nó chẳng quá. Hảo à. Ở đây, con đồ bột rồi. Sụt, anh phát này nó chết luôn. Chính thật là... Ai ơi, cua không được thoát. À, ừ nhỉ, thử chén đã. Mày không ăn đùi à? Không. Đấy, tự xẻo cái gì mà ăn. Em ăn da, da ai luôn nhé. Da. Gạn đùi nó chín hết rồi các bạn. Thấu luôn. Mình ăn hết con này là tươi đấy. Ăn con này chỉ tăng 3 cân này á. Nè, này này, chấm rồi. Nó mai anh muốn đặt bên nước ngoài mua một con nữa nhé. Rồi nhé. Rồi giờ ông ngoại cái gì, chạy ra công nghiệp đây. Ừ. Mình cũng có á. Hả? Thế anh bảo ra nước ngoài mà. Mấy các bạn miếng chủ gà này. Chủ gà nhìn rõ. Nè. Thầm phát thì quay cá lên mũi. Ôi ôi ôi. Em đang định ăn lên lại ngấm. Này pháo câu của mày này. Này. Nhưng anh không bỏ hoi. Thì tao tưởng mày để bảo để nguyên pháo câu cho mày. Wow. Ui, không biết là đằng dưới nó chín không. Ăn thử mấy lần. Hết luôn. Ngậy chứ lắm. Không. Ui, sao cậu ấy. Ui, chín hết này. Tưởng là nó đấy mà chín hết. Ui, kiếm chỗ nào ngon nhỉ. À đây, à, từ ta moi con cua ra xem nào. Ừ. Nó cô dẻo ngon rồi. Ui, à.
cua. Dạ, dạ, dạ. Ôi, dạ. Nó đỏ lử. Còn đầy đây này. Đầy cua đây này. Anh uống nước à? À, tao quên mất, ngon quá. Quên cả bia. Anh uống nước, tao uống uống bia. Bia ngon, à, mời các bạn uống bia nhé. Ba chảy chẳng còn uống bia. Cua có gạch anh ạ. Cua có gạch. Gạch gì ạ? Gạch Đồng Tâm Long An à? Gạch hả? Gạch Trung Thanh. Cái em cái lâu khánh. Ăn ngon nhất những cái da bạn. Ăn như kiểu chết đói. Ăn đau chết luôn. Đấy, tao ăn nốt cái này, rồi tao mới tao. Không, anh ăn đi. Anh em ăn cái đất đầu này, cái này. Đấy, đoạn này ngon này. Ngon đầu này. Anh người ăn ở đây phải chú ý quan sát nhé. Những người đến phải chê vào phòng bận. Bà lắm, mình bận lắm bạn ạ. Chiều mình không đi được đâu. Cua có cua này lắm gạch anh nhỉ? Không, tao ăn thịt gà ngon hơn. Người ta có bảo là chỉ có chó mới hiểu được độ khó của việc tặng xương. Nó mày mày ngậm hơn hơn cả chó cả. Em ngậm kém chó nhiều. Em có xương rồi mà. Chó ngon ngon thì thành chấm. Ăn kiểu cái bàng cầm tay gặp cả con. Tim nó đâu anh? Tim á? Tim nó? Nó tìm vào nhà của người khớp rồi. Ok, chị. Anh thì gọi là anh. Ôi, một mưa. Mưa xuân, sang... mưa rơi lệ rơi. Mày sang mời chú San ăn đi. Cái này đấy, cái này ấy à? Ôi, anh mời đi. Anh mời nha. Lắm. Sao lại? Anh mời đi. Thôi tí nữa, chắc người ta đang bận. Mình cũng đang bận. Em bận rồi, anh không bận đâu. Anh được. Anh đang bận ăn. Ờ, anh ăn được rồi nè. À, ăn được rồi. Đúng rồi. Rồi này đấy. Sao cứ làm món úp nồi này, từ trước đến giờ làm món úp nồi, nó đỉnh cái đỉnh cái đỉnh, úp nồi lại còn siêu kê đấy nhá. Mau đệ úp nồi. Có ảnh úp nồi. Mau đệ xào xả ớt. Gà hỏa dưỡng thơm, siêu cay, cua không lối thoát. Tất cả thứ kẹt mới, cái bột cây. Bột ớt đều thắng. Cay quá. Cay nhỉ. Cái lại cả trường. Cái cây nướng cháy lên rồi ăn ra là mới ngon à. Wow, ôi thôi rồi mất cái chân. Tổ khí của. Wow. Đỗ đạn ngon không? Ăn ngon. Wow. Gà cái bàng kiểu này phê các bạn. Ăn thàn đấy. Đỗ anh lún phát hết được chỗ cái này đấy. Chỗ nào? Lún phát hết. Chỗ. Anh chả có một cái duyên gì cả. Nên ngồi chỗ nào nó cứ quật kẹt đâu. À, ăn da rồi đấy. Ăn da rồi hả? Đẹo. Mà cho cái rồi thay đai. Đáng nhẽ eo làm đốt thêm tí nữa nó cháy hẳn bên ngoài nữa, đẹp này. Thì ngon, ngon hẳn luôn. Nhưng mà cái này là ngon quá rồi. Chả được ăn cái tim. Cái khả này. Tim chó ăn mất rồi. Vẫn được con cái. Con trống. Con trống không có cái rồi, ta không có cái rồi. Không có trứng. Không có trứng. Không có trứng chim ấy. Trứng gái. Có được mà có trứng. Thế không phải trứng gái à? Thì con được mà có trứng gái. Con trống không có. Con trống không có. Tại sao anh muốn được kệ, muốn trống?
Ôi, tôi chỉ rồi. Thế. Tuyệt vời các bạn. Không. Ê. Hết đâu? Ăn, cho ta tí thôi. Ăn mà thôi. Thầy chết.